quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Những tên gọi, bí danh, bút danh của người gắn liền với những sự kiện lịch sử đất nước, cột mốc, chặng đường cách mạng của dân tộc, với hành trình hoạt động vì dân, vì tổ quốc, vì loài người tiến bộ trên thế giới. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 do Đảng ta phát động, bắt đầu từ chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, trong chuyên mục Mãi mãi tên người, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị các tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng qua các thời kỳ trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Cuối tháng 2 năm 1945, Bác đi quân Minh với ý định gặp các cơ quan của Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của đồng minh chống phát xít đối với cách mạng Việt Nam. Khi đến BC Chai, vào nhà một Việt kiều là cơ sở của ta, người được giới thiệu là Cụ Hoàng. Đó cũng là tên công khai của Bác trên giấy tờ đi giao thiệp. Hồ Chí Minh ký tên C.M. Hồ. Giới thư gửi ông Phen, ông Tam là người Mỹ trong cơ quan chiến lược Mỹ vào tháng 7 và tháng 8 năm 1945. Nói về tình hình chiến tranh đã kết thúc, người cho biết nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu để giành độc lập dân tộc và mong được nhân dân Mỹ luôn ủng hộ. Bút danh Chiến thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng sau những ngày đầu đất nước tuyên bố độc lập tháng 9 năm 1945. Trong không khí của những ngày chiến thắng, người viết 8 bài đăng trên báo Cứu Quốc tháng 9 và tháng 10 năm 1945. Bài đầu tiên mang tính thời sự cấp bách lúc đó là Các tổ chức các ủy ban nhân dân đăng trên báo Cứu Quốc số 40 ngày 11 tháng 9 năm 1945. Các bài phần lớn tập trung vào vấn đề tổ chức các ủy ban nhân dân, phương pháp làm việc trong giai đoạn xây dựng chính quyền mới, căn dặn cán bộ phải công tâm là công bộc của dân. Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư và phải tránh những hủ tục xấu do chế độ cũ để lại. Chiều một ngày cuối tháng 4 năm 1945, Nguyễn Ái Quốc trong bộ áo chàm người Nùng đến chiến láng ở chân núi đá Lam Sơn, Cao Bằng của gia đình đồng chí Hoàng Đức Triều. Người được giới thiệu với gia đình là đồng chí ông Ké. Với bí danh ông Ké, người thường họp với các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng, Đặng Việt Châu, Dương Đức Hiền, Đặng Văn Cáp. Tên gọi Hồ Chủ tịch xuất hiện từ khi chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời tháng 9 năm 1945 và được dùng cho đến những năm sau này. Bác ký tên Hồ dưới các thư gửi ông Petna và ông Phen đề ngày 9 tháng 5 năm 1945 và 9 tháng 6 năm 1945. Cảm ơn về sự nghiệp giúp đỡ các học viên lớp vô tuyến điện, nhờ ông Phen liên lạc chuyển giúp gói quà có lá cờ của đồng minh đến cho người bằng cách nhanh nhất. Với bút danh QT, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 10 bài đăng trên báo Cứu Quốc trong các năm 1945-1946. Bài đầu tiên người ký bút danh QT là bài Toàn dân kháng chiến đăng báo Cứu Quốc số 83 ngày 5 tháng 11 năm 1945. Các bài phần lớn đều tập trung nói về vấn đề kháng chiến, động viên tinh thần kháng chiến của toàn dân. Với bút danh QTH, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 14 bài đăng trên báo Cứu Quốc trong các năm 1945-1946. Bài đầu tiên người ký bút danh QTH là bài Thế giới Việt Nam đăng báo Cứu Quốc số 130 ngày 31 tháng 12 năm 1945. Các bài báo tập trung có tính hướng dẫn về binh pháp tôn tử, gồm phương pháp tác chiến, cách dùng người, kế hư thực, vân vân của chiến tranh. Ngoài ra, các bài khác còn đề cập tới thái độ của các nước ủng hộ nền độc lập của nước ta, các hình thức chiến tranh ngày nay. Đồng thời, người còn sớm đề cập tới vấn đề xây dựng hợp tác xã ở nông thôn. Lucius là tên mật do cơ quan nghiên cứu chiến lược Mỹ OSS đặt cho Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 1945,
Sutherland, một nhân viên của OSS lấy bí danh là Hamlet và đặt mật danh cho cụ hồ là Plutus, tên vị hoàng đế La Mã chiến thắng trong vở kịch của Shakespeare là Titus Andronicus. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì tiết mục Mãi mãi tên người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thưa quý vị và các bạn, phần 11 Mãi mãi tên người đến đây là hết. Ở phần sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn các tên gọi khác của Bác. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.